Vâng, ngay bây giờ thì đang có một bác khách hàng đi từ Nam Định lên và ngày hôm nay là sáng ngày mùng 1. Rất là vui khi liên tục được các bác khách hàng tin tưởng, các top khách đã đến giao lưu cũng như là theo dõi kênh của Lauren Modio. Ngày hôm nay có đến tận cửa hàng để theo dõi trực tiếp mua hàng cũng như là trải nghiệm những sản phẩm mà bên em đã đăng ra, đưa ra cho các bác khách hàng cùng nhau nghiên cứu cũng như là tìm hiểu. Thì hai bác khách hàng ngày hôm nay đến đi từ Nam Định lên để mua những cái sản phẩm. Đây chính là một đôi loa siêu chép JBL ST200 cùng với một chiếc loa siêu trầm WeWood Leader 12. Vâng, và rất là nhanh chóng, sau khi đã nghiên cứu rất là kỹ ở trên YouTube rồi thì ngày hôm nay các bác chỉ qua nghe, qua chất âm và xem hình thức thực tế, các bác sẽ lựa chọn những sản phẩm. Vâng, và ngay sau đây thì bên ngoài đang báo là cũng có một đoàn khách đang chuẩn bị vào xem các sản phẩm. Thực sự là rất là vui mừng, cực kỳ vui mừng, và cảm ơn các bác đã ủng hộ rất là nhiều. Và đây ạ, một đoàn khách rất là đông sau khi đã theo dõi kênh YouTube của Lauren Audio, ngày hôm nay đã đến đích thân bà chủ để mang ghế để thực ra là cái phòng khám phòng, cái phòng test đồ cũng như là quay video của bên em cũng tương đối vừa diện tích, nó cũng tương đối vừa phải, khiêm tốn, các bác chịu khó ngồi chặt một chút. Cảm ơn ngày mùng 1 mà được các bác ủng hộ như này thì không còn cái điều gì có thể diễn tả nổi. Cảm ơn cái sự tin tưởng của các bác rất là nhiều. Vâng, và Lauren Audio thì rất mong được đón tiếp tất cả các bác khách hàng. Nếu như còn có điều gì còn lăn tăn thì hãy qua trực tiếp showroom của Lauren Audio, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm rất là kỹ, cực kỳ thực tế những cái sản phẩm mà bên em đã đưa ra cho các khách hàng. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.